Tình hình kinh doanh quý vừa rồi của công ty ta rất là tốt, tăng 50% lợi nhuận so với quý trước. Đây là một sự nỗ lực của tất cả chúng ta. Đặc biệt với sự xuất sắc của nhóm Tuấn Anh, quý vừa rồi các bạn làm rất là tốt. Vì vậy, công ty quyết định tặng các bạn một chuyến du lịch Thái Lan 4 ngày 3 đêm. Riêng cá nhân Tuấn Anh, công ty sẽ tặng thêm những món quà giá trị. Nào, em đi lấy đi. MacBook Air nữa chứ. Hy vọng những món quà này sẽ hỗ trợ em rất nhiều trong công việc sắp tới. Vâng ạ, cảm ơn anh và công ty đã ưu ái cho em ạ. Đây không phải là sự ưu ái, đây là phần thưởng xứng đáng dành cho sự nỗ lực của em đấy. Cố gắng lên nữa nhá. Vâng ạ. Chúc mừng anh nhá. Chúc mừng sếp. Cảm ơn em. Nào, trở lại với công việc nào. Sắp tới, công ty chúng ta sẽ ký hợp đồng quảng cáo cho phòng khám mắt Thu Hà. Đây là một hợp đồng giá trị và rất là quan trọng. Có nhóm nào nhận dự án này không? Dạ thưa anh, dự án lần này anh cứ để bọn em phụ trách ạ. Vừa nhận được sự đãi ngộ của công ty nên bọn em cũng muốn dốc hết mình cho dự án lần này ạ. Sếp cứ giao cho bọn em ạ. Anh cứ tin tưởng bọn em ạ. Thưa anh, dự án lần này anh cứ giao cho nhóm em ạ. Vì nhóm em đã từng làm dự án truyền thông cho một phòng khám mắt trước rồi nên bọn em có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, nhóm của Tôn Anh vừa hoàn thành một dự án lớn, em nghĩ nên để cho các bạn ấy nghỉ ngơi ạ. Thôi được rồi, để anh suy nghĩ một chút. Thôi, dự án này quyết định để nhóm Tuấn Anh làm đi. Sếp cứ giao cho bọn em ạ. Anh hãy cứ tin tưởng bọn em ạ. Sao lại thế ạ? Vì Tuấn Anh chưa làm về lĩnh vực phòng khám mắt bao giờ nên anh muốn cho cậu ấy thử sức để học hỏi thêm những kinh nghiệm. Với lại dự án lần này rất là gấp, anh tin sức trẻ và sự nhiệt huyết của nhóm Tuấn Anh sẽ làm tốt công việc này. Vâng ạ, em cảm ơn giám đốc đã tin tưởng ạ. Cố gắng lên nhá. Kết quả của dự án lần này quyết định cậu có được thăng chức lên trưởng phòng marketing hay không đấy. Dạ vâng ạ. Cố gắng lên anh nhá. Sếp mà lên chức bọn em lại nhờ. Còn Đông, hãy phụ trách cho anh dự án truyền thông cho công ty Vivu Media. Đây là một dự án nhỏ nhưng mà phải cần toàn tâm toàn ý đấy. Dạ vâng ạ. Quyết định vậy nha. Mọi người bắt đầu triển khai công việc đi. Dạ vâng ạ. Sướng mà nhá, được làm cùng team anh Tuấn. Sao mà sướng? Thì anh ấy làm việc tốt, kéo cả team mày lên còn gì. Công nhận đấy, anh Tuấn mới vào công ty mình một thời gian ngắn, thế mà đã chiếm được cảm tình của sếp tổng với cả mọi người trong công ty rồi. Sắp tới lại còn được đề bạt để làm trưởng phòng marketing nữa chứ. Đúng là lên như diều gặp gió. Thì cũng chưa chắc được, còn phụ thuộc vào dự án kính mắt Thu Hà lần này mà. Mày cứ yên tâm đi, chắc chắn team mày sẽ làm tốt mà. Hy vọng thế. À, nói chưa? Đi kiếm gì ăn đi. Chào anh, em là Tuấn Anh. Còn đây là My. Chào em. Bọn em đến từ công ty truyền thông và quảng cáo SVM. Mời hai bạn ngồi. Hai bạn cần gì thì cứ trao đổi với tôi nhé. Dạ vâng ạ. Hôm nay bọn em đến đây là để lấy một ít thông tin, làm clip viral quảng cáo cho phòng khám của mình. Thì không biết là đối tượng khách hàng của mình là ai ạ? Tệp khách hàng của bên mình rất là rộng, từ trẻ em cho đến người già lớn tuổi. Vì vấn đề liên quan đến sức khỏe nên ai có thể mắc phải. Nhưng mà sắp tới thì bên mình sẽ tập trung chủ yếu vào hai đối tượng, đó chính là trẻ em và người lớn tuổi. Em ghi vào cho anh nhé.
Vậy bây giờ bọn em có thể đi xem phòng khám của mình được không ạ? Mời hai bạn. Hiện tại thì bên mình đã có 25 năm kinh nghiệm khám và chữa bệnh chuyên khoa mắt. Các đội ngũ bác sĩ bên mình đều là các bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm lâu năm. Máy móc và các trang thiết bị đều được trang bị hiện đại. Thế thì bên mình có những gói khám mắt như nào ấy? Hiện tại thì bên mình đang có gói khám và kiểm tra mắt toàn diện. Yes! Thế từ giờ ăn ngon ngủ ngon được rồi. Cảm ơn mọi người. Mọi người đã cố gắng nhiều rồi. Thôi, mình nghỉ thôi nhỉ. Hà này, cậu về sửa lại cái ao chô là được rồi đấy. Ok, tôi biết rồi. Cái gì? Cậu làm mất thể nhớ rồi á? Cậu có nhớ cậu làm mất ở đâu không? Tôi... lúc tôi đi vệ sinh thì vẫn còn, nhưng sau đó thì... Trời ơi! Cậu giết tôi rồi! Anh đã tìm kỹ lại chưa ạ? Anh tìm nhiều lần lắm rồi nhưng mà không thấy. Hay công ty mình có ăn cắp nhỉ? Có khi thế thật đấy. Để em lên báo với giám đốc ạ. Đừng em ơi! Chuyện này quan trọng thì phải báo với giám đốc chứ ạ? Đúng rồi đấy ạ. Bây giờ có báo thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Thế giờ phải làm sao ạ? Hạn deadline của chúng ta là bao giờ? Dạ, 9 giờ sáng ngày kia. Còn một ngày nữa. Chúng ta sẽ quay lại clip viral. Làm sao mà quay được ạ? Với lại mai quay thì diễn viên cũng không sắp xếp được ạ. Đây, chúng ta sẽ làm diễn viên. Thế thì sao được ạ? Chúng ta làm sao mà diễn được ạ? Với lại còn trang phục, đạo cụ, bối cảnh, bao nhiêu thứ phải lo nữa. Mọi người có tin tôi không? Nếu mọi người tin tôi thì hãy cố gắng lần này nữa đi. Vâng, bọn em theo anh. Cảm ơn mọi người. Hải, dựng một clip 3 phút mất bao lâu? Nhanh nhất phải 5 tiếng. Tôi muốn cậu dựng trong vòng 1 tiếng. My, Thủy, hai người chuẩn bị tổ chức sản xuất nhé. Nào mọi người, nè, cố gắng lên nhá. Anh đâu? Có chuyện gì mà như cháy nhà thế? Bọn thằng Tuấn mất tài liệu, mà chúng nó vẫn không bỏ cuộc anh ạ. Thật à? Vâng. Hợp đồng lần này lớn, chậm deadline là coi như team chúng nó xác định nghỉ việc luôn. Lần này chức trưởng phòng marketing thoát khỏi tay anh làm sao được nữa. Anh đừng có quên em đấy nhá. Biết rồi, cứ đi làm việc đi. Em đi đây. Xong rồi anh ơi. À, gửi có mail cho anh nhé. Ok. Mà cũng muộn rồi, mọi người về đi. Thôi, hai người mệt thì về trước đi. Anh còn một tí nữa, anh sắp làm xong rồi. Vậy thôi, để bọn em ở lại làm cùng anh luôn. Thôi, còn một xíu của anh thôi, mọi người cứ về nghỉ đi. Vậy thì bọn em về trước nhá.
Vậy nhá. Vừa rồi là kế hoạch truyền thông cho Vivu Media của team bọn em. Em xin hết ạ. Tốt lắm. Em cho triển khai luôn nhá. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Anh ấy đâu rồi? Sao chưa tới? Tao cũng không biết nữa. Làm sao bây giờ? Đến giờ thuyết trình báo cáo rồi. Sao bên kia còn chưa tới? Anh không biết nữa. À, sao Tuấn Anh vẫn chưa tới? Dạ thưa anh chờ anh ấy một chút được không ạ? Làm việc vô kỷ luật thật đấy. Chắc là không hoàn thành được kế hoạch nên không dám tới. Thưa anh, em đã gọi cho cậu ta rồi nhưng mà không liên lạc được ạ. Ừ, thế à? Ừ, thôi rồi, mọi người nghỉ đi. Dạ, anh xin lỗi ạ, em đến muộn. Cuộc họp đã kết thúc rồi. Cậu đấy làm gì nữa? Dạ... Thôi rồi, tôi cho cậu 15 phút trình bày. Em cảm ơn anh ạ. Thưa anh và mọi người, đối tượng khách hàng của phòng khám mắt Thu Hà rất rộng, nhưng đối tượng chính là trẻ em và người già. Vì vậy, chúng ta đã quyết định lên kế hoạch tập trung truyền thông cho hai đối tượng này. Tuy nhiên, sau khi làm và tìm hiểu, mặc dù đối tượng chính là như vậy, nhưng những người mua hàng lại là những đối tượng khác. Đó là những cặp vợ chồng có độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi. Tại vì sao ạ? Tại vì trẻ em hay mắc những bệnh về mắt thật, nhưng trẻ em đâu thể tự đi khám mắt được đúng không ạ? Những người quyết định mua hàng và dẫn đi khám mắt chính là những bậc phụ huynh. Vì vậy clip lần này... Video viral lần này, ngoài việc quảng cáo, chúng em còn muốn đưa đến cho khách hàng thông điệp để cho những bậc phụ huynh nhận ra rằng việc cho con cái mình sử dụng smartphone quá nhiều là không tốt. Và việc sử dụng điện thoại quá nhiều, vấn đề về mắt ngày càng nghiêm trọng ạ. Sau đây là clip viral của bọn em ạ. Khám mắt Thu Hà, 25 năm uy tín khám chữa bệnh chuyên khoa mắt. Hãy cùng chúng tôi chăm sóc đôi mắt của bạn. Chúc mừng em nhé. Cảm ơn anh ạ. Cố gắng lên. Chúc mừng anh nhé. Cảm ơn. Công sức anh được lên sớm rồi đấy. Công sức của chúng ta mà. Chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn ạ. Chúc mừng anh nhé. Cảm ơn em. Dạ thưa anh, chuyện nó là như vậy ạ. Anh cho gọi em ạ. Cậu ra ngoài trước đi. Dạ vâng, em chào anh. Chuyện này là như nào? Chuyện gì ạ? Em không hiểu ạ. Em không hiểu ạ? Huy nói mọi chuyện cho tôi biết hết rồi. Dạ, em... Sao cậu lại làm như vậy hả Đông? Cùng một công ty với nhau, sao cậu lại giở trò hèn hạ như vậy? Cậu có biết nếu chậm deadline, công ty sẽ chịu tổn thất to lớn như thế nào không? Cũng may, nhờ của Tuấn Anh lanh lợi, cậu ta đã giải quyết hậu quả cho cậu. Nếu không, công ty chỉ còn biết phá sản bởi những người như cậu đấy. Anh thôi đi. Sao lúc nào anh cũng cứ lôi Tuấn Anh ra vậy? Thời gian qua đi làm ở công ty đã hơn 5 năm rồi. Em có bao giờ làm sai, đi muộn, về sớm hay vi phạm nội quy gì của công ty không ạ? Không hề. Cậu là một nhân viên rất gương mẫu. Vậy tại sao anh và công ty lại có ác cảm với em như vậy? Ác cảm? Là sao? Tôi không hiểu.
con anh vừa mới được nhận vào công ty. Vậy mà cô ấy được thưởng rất là nhiều, lại có cơ hội thăng chức nữa. Trong khi em đã làm ở cái công ty này 5 năm rồi, vậy mà em không được nhận những cơ hội đấy. À, hóa ra là cậu đố kỵ với cậu ta à? Em không có đố kỵ, chỉ là em thấy anh và công ty không công bằng với em. Tôi không công bằng với cậu. Vâng, em thấy không phục ạ. Thôi được rồi, chuyện này nói sau đi. Tôi đang có một việc quan trọng cần cậu giúp đây. Nếu cậu hoàn thành tốt, tôi sẽ bỏ qua tất cả những lỗi lầm của cậu trước đây, và cậu có khả năng thăng tiến. Nhưng nếu cậu không làm được, tôi cũng không còn cách nào khác để giữ cậu ở lại. Cậu có đồng ý không? Vâng, chuyện gì anh cứ nói ạ. Có thông tin công ty Daza chuẩn bị ký hợp đồng truyền thông với công ty chúng ta. Cậu xác nhận lại thông tin này giúp tôi đi. Chuyện này thì có cái gì đâu mà quan trọng ạ. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại xác nhận là được mà. Cậu cứ làm đi. Vâng, em xin phép ạ. Dạ thưa anh. Cậu đã xác nhận chưa? Đúng là công ty Daza có muốn ký hợp đồng với công ty chúng ta. Thời gian bao giờ? Họ chọn gói nào? Dạ, cái này thì anh không bảo em hỏi ạ. Họ muốn làm clip viral hay chỉ là gắn banner thôi? Thưa anh, cái này em quên không hỏi ạ. Họ có điều kiện đặc biệt với chúng ta không? Dạ, thưa anh, những chuyện này thì anh không nhắc em ạ. Cậu đợi tôi chút. Anh đây. Có thông tin công ty Daza muốn ký hợp đồng truyền thông quảng cáo với công ty chúng ta. Em xác nhận là thông tin này giúp anh nhá. Cậu đợi một chút. Dạ thưa anh. Đúng là công ty Daza muốn ký hợp đồng với công ty chúng ta. Họ chọn gói 500 triệu. Trong đó họ muốn sản xuất hai clip viral. Một là vào dịp Giáng sinh và một là vào dịp Tết Nguyên Đán ạ. Ngoài ra họ muốn gắn banner vào đầu mỗi tập phim của chúng ta trong vòng 2 tháng cuối năm ạ. Thông điệp lần này họ muốn truyền tải là gia đình là trên hết, nên họ lưu ý chúng ta phải sản xuất tập trung cho clip viral vào dịp Tết Nguyên Đán ạ. Ngoài ra họ tính thuê một đội ngũ KOL để truyền tải thông điệp lần này. Nếu như chúng ta đồng ý thì họ sẽ triển khai luôn ạ. Ừ, vậy em cứ làm đi. Dạ vâng ạ. À anh ơi, 9 giờ sáng vào thứ 6 tuần này, công ty Daza muốn đến ký hợp đồng luôn. Vì thời gian rất gấp, cho nên em đã chuẩn bị phòng họp rồi đấy ạ. À, tốt lắm. Cảm ơn em. Em ra ngoài trước đi. Sao? Cậu thấy sự khác biệt không? Cái gì cũng có lý do của nó cả. Đừng vội trách mình khi không bằng người khác. Mà trước hết, hãy xem lại bản thân mình đi đã. Mình 在这里，在这里等你。